Chen giữa làn xe toàn là ô tô, nam thanh niên chạy xe máy từ đâu vượt lên trên nhiều xe vào biểu diễn pha đánh võng không được điều luyện lắm này. Và hậu quả là chiếc xe mất thăng bằng, té ngay ra giữa đường. Thế nhưng, đó chưa phải là điều khiến người ta hoang mang nhất. Sau cú va chạm, nam thanh niên đã biến mất khỏi khung hình camera hành trình của xe ô tô phía sau, khiến người xem phải căng mắt ra băn khoăn liệu mình đã bỏ lỡ diễn biến gì chăng. Người thì tập trung vào gầm chiếc Toyota Hyundai màu trắng phía trước để xem nam thanh niên có lọt xuống hay không. Người thì nhìn sang hai bên xem liệu nam thanh niên có bị văng ra khỏi xe không. Và kết quả, một số dân mạng tinh mắt soi ra nam thanh niên vẫn còn nguyên ở dưới xe máy và chưa hề biến mất. Ở giây thứ 26 của video, cánh tay của nam thanh niên này còn giơ lên để báo hiệu cho người đi đường. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 12 giờ trưa ngày 2 tháng 2 năm 2021 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi video được đăng tải trên các trang mạng xã hội, ngoài những bình luận tò mò vì màn hô biến sau cú va chạm của nam thanh niên, nhiều dân mạng cũng bày tỏ sự bức xúc vì hành vi lái xe bất chấp luật, không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên chạy vào làn đường dành cho ô tô, chen chúc và phóng nhanh gây ra tai nạn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.